Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cathy Regardo cuộc sống Pháp. Thì họ Dung đang chuẩn bị một cái tiệc sinh nhật nhỏ nhỏ của cô giáo ở các trường trong trường của các con. Thì cái tiệc sinh nhật này 10 người nhưng mà cô giáo mua đem về đó cô chú. Cô giáo của các con thì đặt 3 phần khai vị. Ở trong này thì thập cẩm á cô chú, có chả giò, có tôm lăn bột, rồi há cảo, rồi gỏi cuốn, rồi gỏi rồi này kia nữa, rồi mình kèm thêm nước sốt, rồi nước chấm á, với lại salad ăn kèm. Chả giò thì khách yêu cầu mình là chiên giòn thật là giòn, vàng thật là vàng cũng được, nhưng mà tại vì họ không có ăn liền đó cô chú, nên cô muốn để giòn lâu, cho nên là mình sẽ chiên vàng một chút. Dùng lót một miếng giấy nướng bánh để dùng để há cảo. Khách gọi đem về thì đồ nóng thì Dung sẽ để riêng, và đồ lạ nguội thì Dung sẽ để riêng, như gỏi và gỏi cuốn rồi này kia đó là mình sẽ để một cái hộp riêng. Khi mà mua đồ ăn đem về cô chú anh chị, là khi mà khách đến quầy tính tiền, khách nhận đồ ăn á, là Dung có nói với khách là họ sẽ kiểm tra đồ ăn trước khi mà rời khỏi nhà hàng. Tại vì Dung bị mấy ca rồi, là cứ về tới nhà là thiếu cái này, thiếu cái kia, không có cái này, không có cái kia. Nhưng mà rõ ràng là Dung đã kiểm tra rồi, và Dung làm với ông sếp thì hai người cùng kiểm tra trước khi mà giao đồ ăn cho ông xã Dung. Rồi ông xã Dung kiểm tra với khách trước khi ra về nữa, mà về nhà bà ấy lại nói thiếu, mà bị mấy lần như vậy đó. Thế là bây giờ là Dung để cái bảng là sẽ khách sẽ phải kiểm tra đồ ăn trước khi mà rời khỏi nhà hàng, về nhà là Dung không chịu trách nhiệm nữa. Thì những cái món kho ở chỗ Dung thì Dung sẽ cho kèm theo cơm và rau xào, chứ Dung không có tính tiền như mấy chỗ khác. Dung xào thêm rau này rau kia nữa cho khách. Mà ở cái chỗ mình á, thì khách xin cơm thêm hoặc là xin rau xào thêm thì mình cũng cho, chứ mình không có tính tiền. Thì Dung không biết là tiệc sinh nhật bao nhiêu người mà họ chia đồ ăn á cô chú. Thì bà ấy gọi chỗ Dung là 8 cái ức vịt với lại mì xào nữa. Thì ức vịt lúc rài là cực kỳ mắc luôn, mà không có để mua cô chú, 25 euro một ký. Những cái nhà hàng ở trong làng, kể cả nhà hàng Dung đều lên giá, tại vì mình lên giá để mà mình giữ cô chú. Tại vì bây giờ họ cái giá nó lên không biết là tới lúc nào nó dừng, tới cái điểm nào, cho nên là mình cứ canh cái giá coi như nửa nửa vậy đó. Một cái ức vịt như vậy là tầm khoảng vịt này gram. Sau khi khứa rồi, bây giờ Dung sẽ đi chiên cái lớp mỡ ở dưới da cho nó ra bớt. Mà vịt này là vịt cái dạng người ta lấy gan đó cô chú, cho nên là vịt, cái ức vịt nó rất là to. Còn mà vịt mà người ta lấy thịt đó là vịt nó rất là nhỏ. Cô chú anh chị thấy Dung mới chiên có chút xíu thôi mà nó ra một chảo mỡ luôn á. Thì cái chảo mỡ, cái mỡ trên này nè thì Dung lược lại xong rồi Dung để dành Dung xào rau. Ở những cái nhà hàng mà gastronomic á cô chú anh chị, là người ta chiên khoai tây á, là người ta chiên bằng cái mỡ vịt này nè, hoặc là cái mỡ bò á, cho nên là khoai tây nó rất là thơm mà ngon nữa. Trong này thì có 5 phần ức vịt sốt ngũ vị và 3 phần vịt kho gừng. Gừng thì Dung sẽ đi sắc sợi, mà Dung rửa gừng rồi Dung cắt thôi chứ Dung không cạo vỏ. Dung đang bị bong gân cổ tay đó cô chú, cho nên là Dung cắt cái dao nó cứ trượt riết à.
Dung cắt một ít củ hành nữa. Dung cắt thêm khóm để mình làm nước sốt cho phần vịt sốt ngũ vị. Bây giờ quay trở lại với phần ức vịt để chiên của mình, thì cái phần da ở dưới này đã giòn rồi cô chú anh chị, thì Dung sẽ trở cái phần thịt xuống và mình chiên nhanh trong khoảng 2-3 phút cho cái phần mặt thịt trên nó vàng vàng, là vừa rồi không có vàng quá thì nó sẽ bị khô. Thì ức vịt họ ăn chín tái như thịt bò vậy đó. Cô chú anh chị thấy quá trời mỡ luôn, thì cái mỡ này Dung sẽ giữ lại. Bây giờ dầu ăn rất là mắc đó cô chú. Thì Dung thấy là nhiều người họ đi mua mỡ heo, mỡ bò nè, rồi nói chung là mua dừa gì họ thắng làm dầu luôn nữa. Nói chung cái gì mà làm ra được dầu để chiên thì họ tự làm ở nhà. Bây giờ Dung sẽ đi làm nước sốt cho cái món vịt sốt ngũ vị và món vịt kho gừng. Thì bây giờ vừa nước sốt của Dung đã sánh sánh cạn cạn lại rồi, thì bây giờ Dung sẽ cho cái phần ức vịt vào để nấu cùng nước sốt. Mà ức vịt á, thì mình sẽ khứa cái phần thịt trở lại cô chú anh chị, để khi mà mình tưới cái phần nước sốt á, thì nó sẽ thấm đều vào mà không có nấu lâu. Tại vì khi mà mình vạch ra các khía thịt á, là nó phải hồng đó, nếu mà chín quá thì nó sẽ bị khô. Mà khách của mình ăn á, cho nên là Dung làm nó tái thôi, chứ Dung không có làm nó hồng luôn. Nên vừa hơi tái mình rưới qua một lớp nước sốt nóng vậy là xong rồi, về khách họ sẽ đút vô lò nướng lại. Nói chung là đồ ăn mang về á, thì làm rất là cực. Nó cực hơn đồ ăn tại chỗ rất là nhiều cô chú. Tại vì đồ khai vị và đồ món chính phải làm cùng một lúc, mà khách đó họ yêu cầu rất là cao nữa. Về nhà chả giò thì phải giòn, phải nóng, rồi thịt đồ này kia là làm coi như là ăn ở nhà hàng sao, thì về nhà chất lượng phải như vậy. Mình phải nghiên cứu ra đồ ăn tại chỗ, rồi đồ ăn về cách khách thăm làm sao, rồi cho nên là hơi rất là cực. Thì cái món vịt này của Dung á, là Dung bán rất là chạy cô chú anh chị. Hôm trước cái lúc mà cái vụ mà hết dầu ăn rồi này, cách đây 2-3 tháng vậy thôi, là Dung mua gần 200kg ức vịt. Khi mà mình lúc mà vịt nó phát bệnh mà bắt đầu mà người ta thiêu hủy á, là mình mua 200kg mình trữ nha, mà Dung bán sạch sành xanh luôn. Bây giờ là Dung không còn một cái nữa, mà Dung chạy mua tùm lum hết trơn, mà giá là hết hồn luôn á. Nhưng mà mình bắt buộc phải mua nếu mà mình bán, tại vì khách họ bây giờ tăng giá bao nhiêu họ cũng muốn ăn hết trơn á. Thì mình mua, nhưng mà mình cũng nói với khách là giá lên khác lúc trước rất là nhiều. Mình đưa giá cho người ta thích thì người ta ăn, mà người ta vẫn mua ầm ầm. Bây giờ Dung sẽ cho vào trong hộp. Thì khách của Dung dặn là cho bảy nước sốt thật là nhiều. Thì mình cho nhiều cho nên là mình sẽ để thành nhiều hộp riêng để cho nó không có bị đổ đó.
Một cái ức vịt thì này có thể ăn thành hai người cô chú, cho nên là Dung không biết tiệc bao nhiêu người, nhưng mà bà ấy gọi 8 phần thì chắc là sẽ chia ra. Dung cho một chút ngò gai lên chứ Dung không cho hành lá, mà ngò gai lên đồ ăn rất là thơm, mà nó kiểu như nó kích thích cái khứu giác của mình, làm cho mình ăn ngon hơn. Thì cái hộp của này của Dung á là nó giữ nóng được rất là lâu, nhưng mà mình về thì khách mà muốn ăn giờ nào thì họ ăn, họ bỏ vô trong lò nướng họ làm nóng lại. Đây là 3 phần vịt sốt gừng của Dung đã xong. Dung viết chữ cái này là của kiểu như của nhà hàng á, chỉ có nhìn quen mới hiểu thôi nha cô chú anh chị. Bây giờ Dung sẽ cho 5 phần vịt sốt ngũ vị vào trong hộp, mình sẽ chia làm hai hộp tại vì cái nước sốt nó nhiều quá. Cái hộp này của chú anh chị lúc gài là lên giá gấp đôi luôn á, thấy khủng hoảng lắm. Hồi lúc xưa á, thì khi mà mình là bán đồ ăn trên bề cho khách á, là Dung sẽ giảm 5% cho khách, thì hầu Dung thấy hầu hết các nhà hàng nào họ cũng giảm, trừ nhà hàng Pháp thôi. Nhà hàng châu Á thì có người người ta giảm 10%, có người thì người ta giảm 5%, mình thì giảm 5%, nhưng mà giờ Dung bỏ rồi, Dung không có giảm nữa tại vì đồ ăn lên quá trời lên cô chú ơi, giờ giờ không giảm. Mà khách họ không có nói gì hết trơn, họ cũng mua bình thường. Mình không giảm, nhưng mà ví dụ như Dung cho thêm, ví dụ gọi chả giò thì Dung thêm chả giò, 1-2 cuốn chả giò không bao nhiêu hết trơn, nhưng mà mình thêm cho khách họ vui. Vậy mình không có giảm 5% thì khách họ cũng không có nói gì, không không có bắt bẻ. Vậy là ức vịt của Dung đã xong, bây giờ Dung sẽ cho ngò gai lên cho nó thơm nữa là xong rồi, và mình sẽ đi làm mì xào. Thì Dung cũng xin dừng cái video và Dung cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều đã dành thời gian theo dõi video. Dung chúc cho cô chú anh chị có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ bên gia đình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau. Có 2 phần mì xào chay, thì xào chay thì Dung xào nấm mèo, có đậu hũ, rồi mì, rồi rau, các loại đủ thứ hết.